Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì mình là Sì Lô Dinh đây. Thì như em đang thấy trên màn hình đó, thì đó chính là đoạn highlight của Good MF ở bên server Thái Lan. Thì đây là một YouTuber đang highlight với con số view cực là khủng. Thì mỗi clip mà ra thì hàng chục triệu view anh em ạ. Đó, thì như anh em cũng đã biết rồi thì Good MF là một người chơi trên PC. Và mình cũng là một người chơi trên PC luôn. Thì có khá nhiều anh em thắc mắc là liệu là chơi chơi trên PC thì nó sẽ khác nhau bên gặp hay không, và nó có thể giúp cho chúng ta bắn hay được hay không. Đó, còn đây là đoạn highlight của mình trên đảo huấn luyện thôi. Đó, mình bắn Adup nha anh em. Đó thì nhiều anh em bảo là bắn PC nó có hay hơn bắn nội hay không, và nó có bắn dễ hay không á. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắn trên PC, cũng như mình giải đáp cho anh em là bắn như thế nào, cũng như là bắn có dễ hay không. Đó, để nhiều anh em cứ vô thắc mắc là có nhiều người ta chơi PC thì nó sẽ bắn lợi thế hơn rồi, nên là cái điều đó thì nó rất là bình thường, đúng không? Ok, thì không để anh em đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta cùng vào nội dung chính của clip thôi. Ok, và đầu tiên mà mình muốn xin để cho anh em hiểu biết một điều á, là anh em nếu mà anh em muốn chơi trên PC thì tất nhiên là anh em sẽ tốn chi phí hơn rất là nhiều so với trên điện thoại nha. Thì anh em cũng rất là rõ cái phần này rồi. Tức là khi mà anh em chơi PC á thì anh em phải có một cái bộ máy tính riêng về chơi game, hoặc là anh em phải có một cái laptop nó đủ mạnh để mà anh em có thể là tải những cái phần mềm dành cho PC để mà anh em có thể chơi game. Ví dụ như mình đang chơi PC nè, mình chơi trên phần mềm đó là NotPlayer, và mình trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em chơi trên NotPlayer, cũng như là sơ sơ về những bộ nốt bộ giả lập khác, ví dụ như là BlueStacks 5 nè. Đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em xuyên xuyên thôi, còn chủ yếu á, là mình sẽ hướng dẫn cho anh em trên bộ NotPlayer nha, tại nhiều anh em hỏi mình là chơi bên giả lập gì á. Đó thì đầu tiên thì mình xin phép anh em bỏ ra một xíu thời gian để mà cho mình xin một like, một comment ở dưới phần mô tả của mình sẽ lập mình hoặc bình luận. Và nếu xem xong video clip này anh em cảm thấy có ích và giúp cho anh em được cái điều đó thì anh em hãy chờ đừng ngần ngại mà nhấn vào cái nút like để mà ủng hộ cho mình nha, cũng như là nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho mình để mình sớm đạt được tốt bạc và tri ân cho anh em một cái event nha. Đó thì khi mà mình được tốt bạc mình sẽ show mặt, cũng như là mình sẽ lộ mặt cho anh em xem luôn để xem mình như thế nào. Ok thì để mà chơi được trên PC á thì đầu tiên anh em hãy làm cho mình một cái việc đó, tức là anh em tải cho mình một cái bộ gia lập bất kỳ. Thì anh em muốn tải bộ gia lập nào cũng được, thì mình ở đây mình sẽ tải cái bộ gia lập đó là NotPlayer nha anh em. Thì mình nói chung đó là chúng ta sẽ tải bất kỳ cái bộ gia lập nào anh em thích, thì mình chỉ hướng dẫn cho anh em trên NotPlayer thôi. Nếu mà anh em cảm thấy chơi được á thì anh em hãy tải giống mình, còn anh em mà không có thích thì thôi, thì mình không ép buộc nha. Đó thì đầu tiên thì mình chúng ta cùng vào bên cái ứng dụng đó là chờ gom hoặc là cốc cốc đều được nha. Thì khi mà anh em lên đây rồi á thì anh em tải cho mình cái bộ là Note nè, đó Note vào đây 6 nha. Thì khi mà anh em nhắm vào đây á thì nó sẽ hiện lên, anh em chỉ cập vào cái cho bộ trình giải lập nè. Đó thì anh em tải cho mình đó là cái bản mới nhất nha. Bản mới nhất thì nó sẽ để cho ngay chỗ này nè. Đó, bản mới nhất thì để chỗ này nha. Đó thì anh em cứ bấm về tải về thôi. Đấy thì hiện tại là mình đã tải về rồi, nhưng mà mình hướng dẫn cho anh em, với lại mình chưa cập nhật cái bản mới nhất nên là mình cũng tải lại cũng như là cập nhật để cho anh em có thể hiểu và làm theo giống mình được. Đó. Thì bản của mình hiện tại á, là bản Note 7.015, và mình đang tải ra là 7.016 nha. Và tất nhiên á, khi mà anh em tải bộ Note này thì anh em sẽ chơi được một số game trên giải lập khác cũng giống như là Free Fire mà thôi. Ví dụ là Liên Quân Mobile nè, rồi những cái game như là PUBG nè, nói chung là đủ thể loại hết, miễn sao mà game đó nó hỗ trợ trên mobile và hỗ trợ trên giải lập thì chúng ta đều chơi được nha. Đó. Thì ok, khi mà anh em tải xong rồi thì nó sẽ có phần dưới đây. Thì anh em hãy đợi cho nó download hoàn toàn. Đó, khi mà tải xong thì anh em bấm vào đây nha. Em bấm vào đây luôn. Thì này nó mất thời gian một xíu, và khi mà nó hiện lên thông báo như thế này á thì đây là cái PC của mình, thì bộ PC mình nó sẽ có đôi khi sẽ khác với bộ PC của anh em, nên là khi mà nó bấm nó hiện lên như thế này á, nếu mà bên anh em nó hiện lên chữ gân á thì nó phải bấm chữ gân nha. Của mình thì mình có cái chữ này nên là mình bấm luôn, mình sẽ thoát bộ nó này ra trước đi
để cho nó không bị lặp lại nha. Đó, hiện tại của mình là bản Notepler 7.016 nha. Đó, thì nó bấm là bảo là ghi đề cài đặt nè. Và khi mà anh em có một cái bộ PC cá nhân á, thì nó sẽ có một cái hay như thế này nè. Thì anh em nếu mà anh em cài một bộ giả lập trước rồi và anh em chỉnh giao diện này kia, cài đặt hết trơn rồi, tải ứng dụng này kia hết trơn rồi á, thì khi mà anh em tải những cái bộ giả lập khác về á, cũng thuộc Notepler, cũng như là anh em lỡ anh em xóa đi, em xóa mất bộ Note cũ á, anh em tải bộ Note mới á, thì nó sẽ vẫn nhớ lại cái bộ lưu trữ của anh em, để cho anh em không bị mất cái dữ liệu trong đó, cũng như là mất cái giao diện á, thì nó rất là ok luôn. Và khi mà anh em chơi bộ chơi bộ Note á, sẽ có một cái gọi là một cái nhược điểm, đó chính là nó sẽ nó bị ấy nha anh em, nó bị delay âm thanh một xíu nha, tầm khoảng 0.2 hay 0.3 giây gì đó. Thì khi mà anh em bắn á, thì cái viên đạn của anh em ra trước và cái tiếng nó sẽ ra sau một xíu nha. Ok, khi mà anh em tải xong rồi thì chúng ta chỉ cần việc là bấm nút khởi động mà thôi. Đó, còn đây là cái cam ảo của mình nên là mình phải để đó, để chứ không thôi là nó sẽ bị dạng như là nó không có ấy anh em. Đấy, mình sẽ dừng cái này một xíu nha. Ok, khi mà anh em tải xong rồi á thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Và đây là tất nhiên là không phải giao diện của anh em tải về rồi. Và cái điều đầu tiên mà sau khi anh em tải bộ Note này về á, thì anh em lên CH Play giúp mình. Và anh em đăng nhập một cái Gmail của anh em vô. Là anh em muốn đăng nhập Gmail nào cũng được, và tốt nhất là Gmail mà trên điện thoại của anh em á, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ cho phép anh em tải những cái ứng dụng trên CH Play về. Và sau đó thì anh em tải cho mình là cái ứng dụng FIFA nha. Thì ở đây là mình đã tải rồi và mình đã có cài đặt rồi nên mình không có tải lại nha. Thì anh em nào mà mới vừa tải lần đầu tiên á thì anh em hãy vô CH Play anh em tải cho mình cái ứng dụng FIFA nha. Đó là tất nhiên rồi, tại vì anh em chơi FIFA trên PC thì anh em phải tải FIFA về. Đó, sau đó thì anh em hãy vào game cho mình. Thì vào game chỗ này thì mình sau khi vào game thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em chỉnh giao diện nha. Ok, khi mà anh em vào game á thì anh em hãy vào thẳng với em cho mình, và nó sẽ bắt anh em đó là đăng nhập một cái gì đó. Thì đầu tiên sẽ bắt anh em đăng nhập thế này nè. Thì anh em hãy làm cho mình một việc nữa, đó chính là anh em hãy lên Facebook. Mình xin lỗi, anh em hãy lên Snap Play và anh em tải cho mình ứng dụng Facebook luôn nha. Đó, Facebook thường nha anh em. Thì nếu mà anh em nào đã chơi gọi là chơi Facebook rồi á thì anh em sẽ biết Facebook thường. Còn anh em nào mà ấy là kia, nếu mà sợ cái giao lập của anh em nó lắc á thì anh em đừng nên chơi giao lập, tại vì nếu mà anh em giao lập á mà nó bị lắc khi mà tải những ứng dụng nhiều á thì giao lập đó nó sẽ khó chơi game lắm, nên là mình khuyên anh em nếu mà cái giao lập nào nó yếu lắm á, cái máy yếu, thì anh em đừng chơi game trên PC thì nó sẽ tốt hơn. Còn anh em nào mà muốn chơi game trên PC quá thì anh em hãy tải cho mình đó là ứng dụng Facebook về để cho anh em có thể là làm thế nào đó. Thì nó sẽ giúp cho anh em á, đó là khi mà anh em đăng nhập trên Facebook rồi á, đúng không, anh em chỉ cần việc là bấm đăng nhập bằng Facebook ở đây thôi thì nó sẽ tự động nó đăng nhập cho anh em luôn, nó không bắt buộc anh em phải nhập mật khẩu hay là tài khoản gì hết hết đó. Thì anh em bấm vào game, thì mình đã ẩn cái đi cái cam ảo với lại là cái khung chat rồi đó, cái ghế gaming rồi đó, nên là cho anh em có dễ hình nhìn hơn nha. Đó, thì đây khi mà anh em vào game rồi thì sẽ có như thế này. Và đầu tiên khi mà lúc anh em tải game về á, nó sẽ không có như thế này đâu, và chỉ đơn giản là cái bộ trang phục nó trắng thôi, tại vì anh em chưa có tải những cái gói màu rộng, thì mới đầu vô thì anh em phải tải những cái gói màu rộng giúp mình. Ok, và tiếp theo nữa là cái mà nó rất là quan trọng khi mà anh em chơi PC và nó quyết định là anh em chơi có mượt hay không á, đó chính là anh em hãy chỉnh cho mình là cái phần độ họa nha, anh em. Đó, thì phần này sẽ giúp cho anh em là chơi có mượt hay không. Thì khi mà anh em vào game á thì nó sẽ hiện như thế này. Nếu mà cái bộ giao lập của anh em á nó có công suất cao và cái bộ PC của anh em mạnh thì anh em nó chỉnh cho mình là cao hết luôn nha. FPS cao rồi độ họa này kia cao hết cho mình, max setting luôn á. Đó, thì cái đó là rất là quan trọng nha anh em. Đó là rất là quan trọng, nên là anh em phải biết, phải đáp ứng được cái điều đó nha. Nếu mà anh em chỉnh cao quá, cái điện thoại của anh em chịu không nổi, cái PC của anh em chịu không nổi thì cũng sẽ lắc, mà máy lên cái PC của anh em nó mạnh nhưng mà anh em lại chỉnh độ họa thấp thì cũng sẽ bị lắc nha. Nó thì cái đó thì nó sẽ anh em hãy lưu ý. Ok, còn tiếp theo nữa đó chính là anh em hãy làm cho mình cái này, đó chính là anh em sẽ chỉnh cho mình cài đặt của bộ Note nha. Đó, thì anh em hãy vào cái phần nút cài đặt bên bánh răng trên đây nè, thì anh em hãy bấm vào cái môi trường ngôn ngữ nè. Sau đó thì anh em hãy bấm vào cái phần tiếng Việt cho mình nha, nó để cho nó sẽ dễ hiểu hơn.
Còn cái tùy chỉnh này á thì anh em nếu mà máy của anh em nào mạnh á thì anh em để cho mình cài đặt làm CPU là 5 5 core và RAM là 8 GB là RAM tùy chỉnh nha, hoặc là anh em cũng có thể để là 4 core hoặc là 4096 cũng được. Đó, đều được hết trơn. Nói chung là không có gì hết. Ok, còn phần tùy chỉnh này thì anh em để chiều rộng và chiều ngang cho mình theo cái kích cỡ giống như mình. Nếu mà PC của anh em yếu á thì anh em để là 1280 và 720 thôi. Đó, để cho nó đừng có bị lắc nha. Ok, còn về cái phần giao diện, đây là cái phần hiển thị con chuột nè. Anh em muốn con chuột nào cũng được hết. Đó, thì anh em có thể chỉnh, mình chỉnh con chuột này rồi. Đó, tiếp theo là phần âm thanh. Thì phần âm thanh là sẽ phần quan trọng để mà anh em thu cái tiếng của cái game á. Thì anh em có thể là chọn tự động nhân dạng hoặc là em chọn cái phần âm thanh của PC của anh em. Ví dụ như là cái tai nghe của anh em á, hiện tại tại bên thu bên tai nghe là hiệu gì thì anh em có thể chọn cái phần hiệu đó. Đó thì thường thường anh em để là tự động nhân dạng để cho nó dễ. Đó, còn phần cài đặt game. Nếu mà là máy của anh em nó mạnh á thì anh em để là khung hình là 120fps. Còn nếu mà máy anh em yếu á thì anh em hãy để tắt cái đồ này đi. Đó, mạnh thì anh em để là 120fps nha. Đó thì mình lưu ý cho anh em thôi. Đó, còn tốc độ chuột này thì anh em không cần phải quan tâm. Còn điện thoại và mạng thì anh em chọn cho mình đó là Asus gốc 2 nha, để cho nó thuộc dòng là mạnh nhất hiện tại rồi. Còn phần mấy phần này thì không quan trọng, thì anh em bấm lưu cài đặt giúp mình. Đó, khi mà lưu xong rồi anh em chỉ cần vô anh em chỉnh cài đặt tiếp thôi. Và để mà chơi được trên đây á thì anh em hãy bấm vào cái phần này nha. Thì mình có để con chuột nè, nó thì anh em hãy bấm vào. Thì anh em bấm vào cái phần nút này nè. Sau đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đó, thì ở đây mình sẽ chuyển qua cái phần quay màn hình để cho nó dễ nha. Thì có quay kiểu sổ nó không hiện những cái chi tiết đó lên anh em à. Đây mình sẽ lưu cái này lại, mình sẽ bấm vào quay màn hình nha. Anh em sẽ dễ nhìn thấy hơn. Đây. Đó, vậy thì anh em có thể nhìn thấy được rồi. Đó, này thấy không? Khi mà anh em đây mình sẽ bấm lại cho anh em. Em bấm vào cái phần bàn phím nè, ở phía dưới của cái nút mà gọi là nút tổng hình á, có ngôi nút bàn phím nè, anh em hãy bấm vào đây. Đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái thao tác mà mình đã cài đặt sẵn trên đây rồi. Đây là cái thao tác của mình nha anh em, đây là thao tác của mình. Và tất nhiên á là cái thao tác này là mình không thể nào mà không thể nào mà anh em lấy được rồi. Tại vì đơn giản á là mỗi một người chúng ta sẽ có một cái thao tác tay khác nhau, nên là anh em không thể nào mà lấy thao tác tay này của mình được đâu. Đó, nên là anh em hãy làm theo mình. Thì của mình là cái này sẵn rồi nên là mình sẽ làm một cái khác nha. Đó, mình sẽ kiếm mình đổi một cái khác để mà mình làm cho anh em xem. Đâu rồi, mình sẽ thêm một cái khác nha anh em. Mình sẽ thêm một cái khác, sau đó rồi mình sẽ cài đặt lại từ cho anh em xem. Ok, và đây là cái chỗ mà nó hoàn toàn trống nha anh em, hoàn toàn trống luôn. Và đây là cái bàn phím mới luôn nè. Thì khi mà anh em vừa mới tải về á thì sẽ có như thế này, hoặc là nó có lưu sẵn cho anh em một số cái rồi. Và mình sẽ vô cái phần điều khiển nè, mình sẽ chỉnh lại một số cái đó. Đấy, đây là cái bảng giao diện của mình đó, bảng giao diện của mình nha. Và mình sẽ làm cái bảng giao diện mới đó, thì nó sẽ có mới vào game. Anh em khi mà anh em tải game về á sẽ có như thế này đó. Thì đây là bảng giao diện của anh em nha. Đấy, của anh em. Thì đây là bảng giao diện của anh em, thì anh em chỉ cần việc là chỉnh những cái này lại thôi. Và trên PC á thì cái điều đặc biệt trên PC mà anh em không cần phải lo đó chính là cái độ nhạy nha. Thì anh em cái độ nhạy á anh em có thể chỉnh bất kỳ như thế nào cũng được và nó sẽ không ảnh hưởng tới PC. Và trên PC thì nó chỉ ảnh hưởng bởi cái DPI chuột nè, rồi cái độ nhạy trong bộ giao lập thôi. Còn độ nhạy trên game thì anh em hoàn toàn cứ yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng gì hết. Thì để mà chỉnh được giao diện á thì đầu tiên anh em hãy làm cho mình đó là bấm vào cái nút này nha, như lúc nãy mình đã nói. Đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Thì đây là cái bản giao diện mà khi mà anh em tải giao lập về á thì nó sẽ có sẵn cho anh em luôn. Đó, mình sẽ hít vào cái này. Thì đây là cái bản giao diện mà nó chỉnh sẵn cho anh em nha. Thì đây là cái bộ giao lập á, nó đã chỉnh cho anh em sẵn chứ không có mình không có chỉnh gì hết nha anh em. Thì việc mà anh em cần làm á chỉ là anh em chỉ cần xóa hết những cái này đi. Em xóa hết những cái này cho mình, sau đó thì anh em cài đặt lại hoặc là anh em chỉnh lại cũng được, hoặc là anh em có thể là ấy thêm một cái khác. Đó thì mình sẽ bỏ cái này, đó mình sẽ bấm cấu hình mới, sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cho anh em. Đây này, đây là cái bản giao diện mà khi mà anh em tải game về và anh em chỉnh muốn chỉnh lại theo ý của anh em. Đó thì em muốn chỉnh lại thì anh em chỉ cần căn cứ theo những cái phím điều khiển trên đây nè, và anh em đặt cái nút mà anh em điều khiển thôi. Thì
tương tự á, nếu mà anh em giấu nhắm á thì anh em sẽ đặt cho mình đó là dấu chuột phải, hoặc là anh em muốn chọn cái dấu nào cũng được thì mình sẽ để chữ quy, tại vì mình thường mình sẽ chơi bằng chữ quy. Còn nút nhảy á thì anh em hãy bấm vào nút dấu cách nha. Đó, thì anh em muốn chỉnh như thế nào cũng được, tùy theo ý của anh em thôi. Còn ngồi á, ngồi thì anh em hãy chỉnh cho mình đó là còn chon. Còn nằm thì anh em có thể là dách hoặc là ít nha. Ít dách gì cũng được. Đó, tùy theo cái thao tác tay của anh em thích thôi. Đó, tiếp theo là cái phần cây súng nè. Cây súng thì thay đạn thì chúng ta sẽ để là chữ G, R nha anh em. Còn vũ khí thứ hai á thì chúng ta sẽ để là số 1, và vũ khí phụ là số 2, và đổi thang tay là số 3. Đó, số 3 nha anh em. Và loot đồ á thì chúng ta sẽ để là chữ F. Và nếu mà anh em muốn loot thêm á thì anh em để một nút nào ở đây cũng được. Đó. Còn nút bắn á thì nó sẽ không phải là nút bấm chuột đâu, anh em yên tâm. Nút bắn thì anh em sẽ để khác. Thì anh em sẽ để cho mình nó làm cái công tắc bắn bên đây nè. Nút bắn á thì anh em phải bắt buộc á là để công tắc bắn mới được nha anh em. Đó, thì anh em để vô đây. Tại vì á cái nút bắn khi mà anh em bấm nút không phải con chuột trái á thì nó sẽ tự động nó bắn luôn. Nó bắn tùy theo cái nút bấm của anh em bấm một cái thì nó bắn một cái vậy thôi. Ok, còn cái nút bơm keo thì anh em có thể để là chữ chữ V, để khi mà anh em bấm chữ V kế bên nút hồi máu thì nó sẽ ấy được nhanh hơn. Hoặc anh em nào có hơi quen thì anh em để số 4 cũng được, tùy theo cái cách chơi của anh em. Đó, tiếp theo là chữ chữ B cho nút hồi máu nha. Còn cái ba lô thì anh em để là tab. Thường á là các game thủ thì người ta để là tab thôi, thì anh em cũng để là tab đi. Nó còn chạy nhanh thì chúng ta để là ship nha. Chạy nhanh là ship. Còn chủ động kỹ năng chủ động á thì anh em hãy để cho mình là chữ T, hoặc là anh em có thể để chữ E, hoặc là để chữ khác nào được, đi được. Chữ nào cũng được, miễn sao mà anh em thuận tay là được rồi. Đó, thì còn cái nút di chuyển á thì anh em hãy bấm vào cái phần này. Đây là phím di chuyển nè. Thì anh em kéo lại chỗ này nha, hoặc là anh em để bên chỗ nào cũng được, miễn sao nó nằm ở giữa màn hình bên trái là được. Còn nút bắn thì anh em hãy để ở giữa màn hình bên phải nha. Đó, thì xong rồi, như vậy là chúng ta đã ok rồi đó. Khi mà anh em muốn thêm những cái thao tác khác trên đây thì anh em có thể cài đặt thêm. Đó, thì cơ bản thì sẽ như thế này, và khi mà anh em bấm lưu á thì nó sẽ có như thế này bình thường. Ok, và anh em cũng có thể là lấy cái cấu hình này anh em chơi đó. Ok, mình sẽ vào kiểm tra lại nè. Đó, cấu hình hai nè, cấu hình mình đã hướng dẫn cho anh em á. Thì khi mà anh em thoát cái màn hình thế này á thì nó lại hiện lên những cái con số phím mà nó hiển thị lúc nãy cho anh em á. Thì nếu mà anh em nào mà thích nó hiển thị để mà nó cho anh em biết là anh em đang sử dụng nút nào, là cái phím nào á, thì anh em có thể để như thế này, hoặc là anh em có thể chỉnh cho nó to lên cũng được. Nó thì anh em có thể chỉnh cho đậm hơn nè. Đó, nó rất là đậm luôn nè. Thì anh em nhìn vô đây anh em biết là anh em đang làm như thế nào. Hoặc anh em nào muốn cho nó mất luôn á thì anh em hãy gọi là xóa cái nút này đi. Anh em kéo cái phần độ mờ bàn phím nè, anh em bấm cuối cùng luôn. Anh em 0% sẽ anh em bấm luôn là ok rồi. Thì tới bước này thì mình sẽ vào trong game để mình test cho anh em một trận trong huấn luyện cho anh em xem. Đó, huấn luyện nè. Thì trên PC nếu mà anh em nào mà chơi chưa rành á thì anh em cố gắng em tập cho mình từ 1 đến 3 tháng thì anh em sẽ chơi một cách thành thạo. Vì mình đã bắt đầu chơi PC từ ngay từ những ngày đầu tiên mình chơi game Free Fire rồi, nên là mình rất là am hiểu về cái bộ giải lập này. Thì anh em nào không hiểu chỗ nào thì anh em có thể là thì để lại cái phần ý kiến cho mình biết, thì mình sẽ tư vấn cho anh em hết luôn. Đó, mình sẽ tư vấn cho anh em hết luôn nha. Và khi mà anh em vô game á thì anh em sẽ bắt gặp một cái điều á, khi mà anh em như thế này nè, anh em di chuyển được đúng không, bình thường như này nè, nhưng mà cái con chuột của anh em thì nó vẫn còn hiện trên đây. Làm sao để mà cho con chuột của anh em có thể mất mất con chuột hoàn toàn, và anh em có thể là lấy góc nhìn được. Và anh em thì nếu mà anh em bắn thì nó khó, rất là khó, anh em kê rất là khó. Và anh em nếu mà anh em muốn mất con chuột á thì anh em phải làm cho mình một cái điều nữa, đó chính là anh em bấm vào cái nút chỉnh sửa, sau đó thì anh em lấy cho mình cái chế độ bắn súng anh em. Đây thì mình kiếm đây chứ là bắn súng nè, anh em bấm vào đây nha. Nó thì sẽ hiện lên một cái cục như thế này. Đó, cái cục này nó sẽ quyết định là anh em hiện hoặc là mất con chuột, và để cho anh em có thể xem màn hình được á. Thì còn cái số 25 này đó chính là cái đồ nhạy, thì mình sẽ để cái này ở con chuột trái nha. Ủa, mình sẽ đổi con chuột phải. Còn nếu mà anh em nào mà muốn
con chuột phải làm cái ống nhắm á, thì anh em có thể là chỉnh cái nút khác cũng được. Của mình là mình để con chuột phải nha. Đó, sau đó thì anh em bấm luôn. Và cái đây là cái độ nhạy nha anh em. Cái độ nhạy nè. Của mình thì mình để độ nhạy là 13 thôi, 13 thôi, tại mình quen rồi. Đó, thì khi mà vô anh em bấm chuột phải thì sẽ mất con chuột. Đó, mà sẽ xây được màn hình như thế này. Đó, em thấy không? Nó sẽ xem màn hình và chúng ta chỉ cần việc là bấm nút bắn thì sẽ đánh nó. Vậy đó, còn anh di chuyển là A D W kép với nút S là chúng ta sẽ di chuyển lên xuống tới luôn qua phải qua trái đó. Và chúng ta sẽ mua súng như vậy chúng ta bắn. Đó, còn anh em nào muốn mua nhanh á thì anh em bấm thêm cài đặt nè. Anh em bấm vô chỗ mà nút nhận nè, anh em bấm chữ C hoặc là anh em bấm những chữ nào đó để cho khi mà anh em vô tử chiến anh em mua đồ cho nhanh. Đó. Rất là ok luôn. Khi mà anh em thấy cái nào mà anh em cần thiết thì anh em sẽ cài vô. Còn Mac Go á thì mình sẽ không chỉ cho anh em trong clip này, tại vì trên bộ gia lập này Mac Go nó rất là khó chỉnh nha. Đó. Để mà anh em bắn thì anh em chỉ cần bắn bình thường thôi, bật nhắm lên rồi anh em bắn nha. Đấy, bắn bất bình thường. Đó. Rất là bình thường luôn. Vô game anh em cứ bắn bình thường thôi. Còn em muốn chỉnh bông keo á thì anh em hãy vô gọi là vô chỗ mà ném bông keo đi. Thì mình vô chỗ mình ném bông keo nè. Bông keo thì mình để ở góc này nha anh em. Mình để góc này. Đây. Đó, thì mình vô chơi qua mình test thử cho anh em xem. Thì mình để góc này thì mình để là chữ V nha. Khi mà anh em mua á thì anh em chỉ cần việc là bắn thôi. Đấy. Thì mình đã để cho anh em những cái phím nào nó dễ chơi á thì mình đã chỉ cho anh em để cho anh em có thể là thao tác dễ hơn á. Thì nói chung á là chơi trên PC nó không phải là quá khó, mà là quan trọng á là anh em có chịu chơi hay không thôi. Đấy, mình sẽ vô trong cái khu kia đó mà mình test cho anh em một số cái. Thì cái ba lô thì mình đã để bên đây rồi, ba lô á mình đã để đây đó rồi. Còn chữ T á là mình sẽ kích hoạt kỹ năng chủ động. Đấy. Thì tất cả những cái này thì đều là mình đã tìm hiểu và mình đã chơi rất là lâu rồi. Thì còn bên bộ gia lập khác á, nếu mà anh em muốn thì mình sẽ hướng dẫn sau, chứ trong clip này mình chỉ cho anh em trên bộ gia lập là Note Player mà thôi. Đó, còn những cái gì mà mình không nói trong clip này thì mình anh em có thể để lại ý kiến với phần comment nha. Và mình sẽ nói luôn cho anh em một cái chỗ này, đó chính là anh em hỏi mình á là chơi trên PC nó có hay hơn chơi trên điện thoại hay không, và anh em sẽ chú tâm nó dễ hơn hay không á. Thì mình khẳng định với anh em một câu á là chơi trên PC hoàn toàn là chút tâm, không bao giờ mà bằng điện thoại được nha anh em. Không bao giờ chút tâm bằng điện thoại được. Lý do tại sao? Tại vì á khi mà anh em chơi trên điện thoại á thì chúng ta sẽ gọi là cảm nhận cái nút bắn bằng cái ngón tay cái của chúng ta. Anh em biết là ngón tay cái đúng không? Khi mà anh em bấm vô cái nút bắn thì cái tâm của anh em là sẽ được nhìn bởi con mắt của anh em. Và cái mức độ mà kéo tâm cũng như là cái cảm giác tay nó phụ thuộc vào hết trơn là vào ngón cái rồi. Đó là cái lý do đầu tiên. Thì khi mà anh em vừa bấm nút bắn anh em đẩy lên luôn thì nó sẽ rất là hay, nó rất là chuẩn. Còn khi mà anh em trên PC á thì anh em muốn kéo tâm thì anh em sẽ rất là khó ở một chỗ á. Đó chính là khi mà anh em bắn á thì anh em phải bấm con chuột. Anh em bấm con chuột đúng không? Và cái bộ gia lập á nó phải nhận cái thao tác của anh em, và nó sẽ hiển thị cái độ trễ của nó trên cái bộ gia lập nữa. Thì sẽ rất là bất tiện trên bộ gia lập. Thì tất nhiên nó sẽ chậm hơn trên so với điện thoại rồi. Nhưng mà trên gia lập nó sẽ có một cái ưu điểm á là nó sẽ có một cái thao tác tay rất là nhanh. Anh em lưu ý chỗ này. Nó sẽ có thao tác tay rất là nhanh, vì vậy á nhiều anh em sẽ rất là thích chơi trên PC hơn. Tại vì một lúc anh em có thể thao tác được rất là nhiều phím, ví dụ là di chuyển nè, rồi bơm kim ngồi các kiểu á. Thì cái đó thì mình không có chuyên môn của mình nên là mình không có làm cho anh em được. Đó. Thì tất nhiên là trên gia lập á nó sẽ có ưu điểm tuyệt đối trên cái vũ khí đó là súng tỉa, nên là nếu mà anh em chơi gia lập á thì anh em cố gắng luyện tập bắn súng tỉa nhiều hơn để mà cho nó có thể thành thạo nha. Đó thì ok, trong clip này mình sẽ nói nhiều đó thôi. Và nếu mà anh em có gì không hiểu thì anh em có thể để lại ý kiến phần comment để mình giải đáp cho anh em nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Join the battle.